Mọi người ơi, chắc mọi người sẽ hắc mắc ô tại sao miếng cá của em nó đã bị cắn rồi. Tại mới vừa quay top top xong. Mới vừa quay top top xong. Hello mọi người. Hello mọi người, đang ăn lỡ dở rồi, sẵn miệng rồi giờ mắc ăn quá. Không đợi mọi người vô đông đông được phải ăn ha. Ngon quá. Hai chị Thanh Ngân, chào chị Ảnh Hương, chào mọi người. À đúng không? Đúng rồi. Ê, lấy dùm cá nước hả? Trên bàn á. Với cái chai C2 á. Em chào chị Bình Hương, em chào Trúc Nguyên. Chào. Chào chị Lý Ngọc Phát. Chào mọi người. Chào mấy em. Thấy đôi chế lại là em đây, chào anh Thư nha. Cậy mày, cậy con mẹ mày, cùng lồn. Hôm mới đầu ra vô gặp ấm khí hay không? Cái hầm, ngon quá. Nãy giờ em đang quay tấp tấp. Nãy giờ em đang quay tấp tấp á. Cho nên là đang ăn lỡ dở thôi, sẵn miệng mất ăn quá ăn luôn, không nói nhiều đó. Giờ mất ăn rồi. Ăn không thử em ngon. Cái này nó cầm ý hay ngon. Ê! Cầm á, tụi nó mềm xăm chứ. Em buồn quá trời ơi, sao vậy? Sao buồn? Thơm cái mùi đào quá. Em mới K8 mà chỉ kêu bằng chị hả? Mày ca mấy không bé giờ mỗi lần mà mày chào tao, tao phải vô tao coi avatar mày bự hơn tao hay nhỏ hơn tao. Và tao kêu mày bằng em hay gì bà nội. Cái là lịch sự đó cưng. Cái là lịch sự, mình gặp ai mình cũng à dạ chị. Đó, đó là lịch sự, hiểu không? Chứ không phải là tôi nhỏ hơn chị, tôi lớn hơn chị hay là cái gì đó, kiểu vậy. Cái là lịch sự, ai mình cũng kêu bằng chị hết. Hồi đó chị làm bên ngành dịch vụ á, chị làm bên thẩm mỹ viện á. Một người mẹ đó trẻ trẻ hơn mình tí xíu à, dắt đứa con lại làm đẹp, phải kêu đứa con bằng chị, kêu mẹ bằng chị, kêu đứa con bằng chị luôn. Cái đó là lịch sự, chứ không có cần mà phải phân ra em lớn hơn chị nhỏ hơn em hay là gì, không cần nè. Trời ơi, không còn gì để mời hết trơn á. Bây giờ em, nếu mà em không nói chắc mấy chị không biết này là miếng cá ngừ luôn á. Em không nói chứ mấy chị không biết luôn á. Cách tán rút không? Để tôi kể cho mấy người nghe cách còn chưa tán không hãy nha. Rút chưa tán không hãy phải không? Dạ em ăn sushi á, em ăn cá hồi sống á chị Trần Linh Đan. Thì để em chỉ với mọi người cách mà em tán anh Hải nha. Bộ con cá thì nó có xương mọi người ơi. Mà cái xương của nó mềm lắm. Xương của nó mềm lắm. Cánh tán Hải à. Còn không chị Mỹ Duyên? Cho Mỹ Hồng còn. Còn á. Vậy à. Nói chính là em không biết nhậu. Mà em ngủ không nhậu. Nhậu tới 4 giờ sáng luôn. Nhậu tới cứt luôn. Chừng nào mà hô mà xíu rồi mạnh ai nói đi về rồi cứ liên tục vậy hoài cho em thấy nào cũng dính à. Ngon á, nghe nhai thật sọt không mọi người. Giòn thấu luôn, ngon á. Ăn không ngán luôn mà. Ăn cái này không ngán luôn. Em mua nguyên cái miếng này nè. Chứ nguyên miếng sushi, miếng cá ngừ luôn. Chưa tới 300 ngàn không? Cá hồi sống đúng rồi chị Đông à. Chưa tới 300 ngàn nữa. Còn nếu mà mấy chị đi ăn ở ngoài tiệm lớn đó nha, xách cái lồn đi ra ngoài tiệm ăn đúng không? Nó cắt cho mấy chị ha, chừng 3 miếng như nè. Với 2 lát sushi thôi. Nó ăn mấy bà 200 ngàn à. Đó là nó ăn với bà 200 ngàn à.
Còn này em mua nguyên miếng một cá hồi bự luôn. Nhắn tin đi Ly ơi, nhắn tin đi, mai mấy bạn với bạn chép cho em nha. Giờ này chị ớt và chị không có chép tin nhắn nữa cưng. Đây đút em miếng cá luôn, thả cái mỏ lồn ra. Miếng sao mọi người, đúng là mọi người có cái bí quyết. Em chào chị Diệp, ăn cơm cho chị Diệp. Em ăn cũng nhiều mà sao em không mập bi, chỉ cho em à, em ăn cũng nhiều mà sao em không mập bi, chỉ cho chị biết kiếp đi. Ý kiếp hả? Đi giao hàng đói hết mà. Ừ, cho đi mình ăn luôn. Em mốt chọc tao rồi, cho đi mình ăn. Đó ráng chịu. Cái này cá hồi á chị. Ồ, đi giao hàng mà coi live stream được hả? Đi giao hàng đâu mà coi live stream? Chồng em đi giao hàng mọi người. Đi giao hàng mà giờ nãy vô live stream em cầm anh rồi. Người kỳ vậy má. Nãy đang nói cái vụ gì quá anh tiêu luôn. Hỏi ngang quá anh tiêu cho. À, chị hỏi em ăn nhiều sao không mặc hả? Không biết nữa. Ờ, giao xong chưa? Giao xong chưa? Chào lũ chương. Đi nhậu luôn rồi hả? Cảm ơn chị lũ chương nghe, đi nhậu đi má. Đi nhậu đi. Đừng có về, về mất công trộn kem á. Đi nhậu đi, để tụi tao trộn cho. Mày khỏi lo, khỏi lo, cứ đi nhậu. Đừng lo cho mẹ con tôi. Thế mọi người, đàn ông là vậy mọi người. Khi mà nó chưa có được mình á, thì tao nói lúc nào nó cũng kè 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 sát hán mình với mọi người. Tới hồi mà nó có được rồi mọi người, bây giờ phè cái lồn trước mặt nó còn không hèm dòm nữa. Cho nên mọi người đừng hỏi em về cái cách mà giữ người yêu hay là cách làm để mà hôn nhân luôn bền bỉ và hạnh phúc nha. Em chưa làm được. Nó hồi nào mới yêu mình đó mọi người, sáng mới có 7 giờ rồi. Em ơi đi ăn sáng không? Tối á em ơi ăn gì nó không, anh chở em đi ăn. Còn không thì trưa nó thấy mình lai mệt mỏi á, nó xuống nó làm nước cho mình uống, sáng cái nấu mì cho mình ăn, làm trà mật ong cho mình uống cho đừng đau bụng. Tối rồi á đóng lưng không, anh đóng lưng cho. Thôi giờ không, giờ nói cái mắc ỉa ha, câm mồm đi, câm mồm đi. Thấy không em ơi, em thấy dù thấy mà nhức đầu quá. Ờ em ơi, để anh đánh ấm bớt cho anh mắc sai không, đừng nói nữa. Còn không, mỗi lần là mắc ỉa cái đây để nẫm đi, nẫm đi ỉa ỉa xong chưa anh vô cửa đít. Trời ơi là trời, đang live stream cái em ơi, uống nước đi, uống nước đi, để nói chuyện mà khát nước. Giờ ý là mới quen nhau được có 7 tháng rồi mọi người. Khí hậu giữa trời ha, chửi tao hả? Chửi tao phải không? Ngồi ok. Còn bây giờ mọi người, tao đéo biết nó có cái trò gì quái lộn đó mọi người. Mấy mình với bạn trai mình mà đi lên cầu thang mà mình lên trước nó lên sau á, rồi nó hột tay vô lũ đít mình, nó móc lũ đít mình nó hử. Nó móc lũ đít mình nó hử. Trời ơi, chơi cái gì mà móc dại vậy trời. Tao là vài bữa nữa tao mà có đi qua nhà tao nói với mẹ nè. Trời ơi là trời, đi lên cầu thang vậy nè mọi người. Đi lên cầu thang vậy nè, mình lên trước nó lên sau. Mình lên trước nó lên sau. Trời ơi, nó thọt tay vô đít vậy nè, nó viết lên vậy nè. Cái thử thử thôi. Trời ơi là trời, cái gì vậy ba. Chút tới tao phót. Ừ, phót thì phót thôi. Sao? Trời ơi trời, nghĩ sao rồi xong còn hỏi tao vậy nè. Mai mốt mà em mà buông anh ra thì không có quen được ai đâu. Có
có thằng nào mà nó dám liếp rít em nha anh không? Trời cái gì vậy ba? Tao không có cần, không có mượn. Ừ là trời, không có nhu cầu. Hải ơi Hải, mày bớt lầy lại đi Hải. Ở đây nè, có cộng đồng mạng ở đây nè, mọi người cứu em nha mọi người. Cái đụ má nó có đẹp, ngồi làm từ sáng tới tối hả, đích cức không vậy đó. Mà bước lên cầu thang nó lỡ lòng nào nó thọt cái lỗ tai vô nó đích mình nó trời. Xong rồi nó hử, trời ơi là thú quá. Có nói trời ơi trời đích thú quá. Tao hỏi mày đích ai mà thơm? Đích ai thơm Hải? Hoàng Hải. Trời ơi là trời, bấy vừa thôi chứ. Trời trời, trời trời, tao không tin luôn. Tụi bay cái này tao nói thiệt, tao nói dốc thành con chó liền. Ơi là trời, còn không có tao nằm nằm gì nè. Tao nằm nằm mà lâu lâu tao nhức lưng á, tao nằm nghiêng bên bên á, là học tao cho đứt tao à trời. Hải, cậu này không Hải? Lên tiếng đi. Nín hả? Nín họng hả? Sao mỗi tối mày hay lắm mà. Hay lắm mày móc đứt mày hử, mày đâu có biết khúi đâu. Ôi là trời, còn nói nè, thiệt. Em mà chia tay anh rồi là thiệt, không có quen được thằng nào đâu. Không có thằng nào mà thương em như anh đâu, không có thằng nào mà dám móc đứt em hử đâu. Trời ơi má, thương tao thì nút lử được rồi. Thương nút lử được rồi, không có cần móc đứt. Hải mất tiêu hả Hải? Coi nào hỏi ông chạy về tới cửa nhà ông ta. Hải, nói gì đi Hải. Tao nói lớn là nè, mày đang nhậu phải không? Đang nhậu phải không? Thằng Hoàng Hải ngủ tại Long Xuyên, Mỹ Phước Long Xuyên, bạn trai của Kem KB, thằng này chuyên hữu đích. Chuyên hữu đích. Có ai mà bước lên cầu thang gì đứa trên đứa dưới, ở dưới học đích tên ta lên không? Giống con người hết sức chứ. Hồi đang nói chuyện ăn uống không nói tới này nữa, nói ăn hết vô luôn. Nói ăn hết vô luôn. Ngon, đang múc ban gặp ba này vô ăn hết nổi, ăn hết vô luôn. Thôi tắt nha, thôi tắt. Tao không biết có bạn trai nào như bạn trai tao không? Mọi người nhớ hồi xóm em like bánh chán không? Nhớ hồi xóm em like bánh chán, cái em kêu nó gọi cho khách nó, xong cái nó la nó làm biến không? Nhớ không mọi người? Lúc nào la like bánh chán nó la làm biến á. Cho đi giam nè anh luôn. Mày hả? Muốn chơi với tao hả? Kêu anh vô gọi khách hàng đi, rồi em vô bánh chán xong rồi mình đi giao đồ. Làm biến á. Làm biến giờ đi giao mình anh luôn đó. Cho giao mình anh luôn. Tao ở nhà tao múc pan. Tao ở nhà tao múc pan luôn. Ngon quá. Đang tập ăn. Mọi người tin không? Em ăn cái này ghét nè. Mà giờ em biết ăn xanh xanh thì lấy gì ta? Em biết ăn lấy gì trời? Tuyệt vời. Rồi cho đi ra mình ăn luôn. Chấm hơi nhiều. Thôi mà trở tay kịp. Tính chán xì ke 2-3 bữa nên em có chị Phương ơi. Em đang đặt mùa tạc. Biết không mùa tạc à? Bánh tráng xì ke 2-3 bữa nên em bán. Giờ em có bánh tráng tỏi. Bánh tráng tỏi thì lúc em bán đó. Bây giờ em còn bánh tráng tỏi. Chứ là bánh tráng muối nhuyễn 10.000 bịch. Bánh tráng muối nhuyễn thì mua 10 tặng 1. Wasabi má ừ. Hãy về, em không biết gì hết. Hãy về. Ủa, chú Kem hả?
hả? Chứ gì? Lấy gà để mai được không? Mai, để ngày mai là nó sống dậy. Bánh chán. Bánh chán mai em trả lời cho chị Phương, giờ này em mất rồi. Hát cho em rồi đó. Hồi tối like hết trơn kem rồi. Rồi đi ngồi đi. Nằm dẫn xuống sớm đi đâu, khỏe thì nhậu không thôi. Cái á, phải á, nấu cái kia ăn mới ngon. Đó, anh có mua cái đồ nấu hàm không? Có. Muốn gì bắp, nấm, củ cải trắng. À. Giờ đi làm xong rồi đó. Thì bây giờ tụi tao trộn kem, mày nấu gà. Không nấu xong lên tiếp không? Ừ. Chút trộn kem. Láo với tao, tụi tao đi giao đồ mình nên luôn. Đỉnh rồi, cúng được không? Cúng luôn đây. Ồ, bữa nay cúng gì? Mười sáu. Ôi vậy hả? Rồi tranh thủ đi vậy. Là 16 giờ này mới cúng. Có lẽ cúng hồi trưa ấy đúng. Ủa cúng mấy giờ cúng buổi tối ra cúng trưa bà. Giờ ăn cho cúng. Thường mẹ cúng buổi trưa đó. À, cúng buổi nào được con bữa này. Cái đó cúng xe mà thôi. Vậy hả? Ừ vậy cúng à. Cúng mày tao nói chuyện với khách hàng chút mà. Vậy hả? Thôi tôi lên tắm luôn. À. Vì hôm mai nhậu đi mọi người, chứ chảy quá nhậu gì, tại vì trộn 2-3 tiếng, 3 tiếng rồi. Hả? Hả? Đủ má, tao hết kem rồi nha, đừng có ám khí nha mày. Ủa, mua kem đâu mà? Mà hả, chút tết còn một lần đó. Má mặc đồ mới ghê vậy? Đủ má mặc đang tái tạo mà em. Ủa má mặc gì thấy ghê trời. Mà đang tái tạo là đủ má mốt bông ra đẹp rồi, đừng có khen nha. Ồ, chị bị, không, chị bị bể giọng mới bé nhọn à. Covid. Mọi người, nhà ở có 4 đứa mà 3 đứa bị Covid, còn 1 đứa không bị. Là em nè mọi người, em không bao giờ, em không bị Covid. Tụi em 3 đứa bị, hai vợ chồng em với lại con vợ của nó là 3 đứa bị. Nó nút lưỡi con vợ nó luôn mà nó không bị. Nhờ tụi em hết bệnh luôn, nó vẫn chưa bị nữa. What? What the hell? Chuyên dịch chị nghỉ bán luôn rồi Hương ơi. Chuyên dịch chị nghỉ bán luôn rồi. Rồi cô em hết bệnh luôn rồi mà. Tên là ba đấy cho em xuống đi. Hết bệnh luôn rồi mày giờ vẫn chưa thấy cái lồng về. Chỉ bị dễ chảy thôi. Trời má, dễ chảy. Đang ăn mà nó ẻ ẻ với cứt được không à. Chị Biêu ra. Rồi đây đi, 10 giờ trong kem nha. Dạ. Yeah. Cho ăn tiếng nữa đó, 10 giờ trong kem. Đâu có tôi nghĩ lại rồi nè trời. Không có, tôi nói mấy bà đốt thì mấy bà cúng đi, rồi tôi ra. Không á, đâu có bị hiển đâu. Em bị, em tái tạo da em đỏ. Di chứng là giọng khang ạ. À. Biết làm sao không? Di chứng là giọng khang là một. Cái thứ hai á, là em live stream, em bán hàng á. Là cái giọng của em vốn dĩ nó đã khang rồi. Mua kem nhắn tin giùm em đi chị Tú. Mua kem nhắn tin giùm em đi, rồi... Rồi à. Ok, mấy anh giùm em rồi em ngày mai em trả lời cho. Mai nhân viên vô trả lời cho. Rồi này tụi em trụng kem rồi. Không có trả lời tôi nhắn được. Anh cho nghỉ thôi, cho nghỉ đi mà. Nghỉ đi trụng kem, mai bán cho người ta nữa. Trụng kem, mai giao cho người ta nữa. Ừ. Ngon. Cái thùng mà tao ghi là kem trộn á Phương. Quay đi VIP 200 với chị Ngọc Anh nè. Quay ra ăn chảy. Chắc trà sữa để nấu uống nghỉ bán à. Còn có mực đâu. Còn có mực để nấu uống à.
Giòn không? Giòn không? Body VIP 200. Đó, thấy cái độ giòn của nó chưa? Rồi không có hề tan một miếng nào luôn. Không có hề tan một miếng luôn. Không tin hả? Tin thôi. Nó không tin, nó không tin em mọi người. Không biết ăn được tin. Không tin ăn hết luôn. Đúng rồi, thịt ca ngon không? Nhưng mà cái người mà thịt ca thì cay dữ lắm. Còn người không biết ăn cay thì người ta ăn tỏi. Còn người biết ăn cay ăn thịt ca mới đủ đô. Ê chị, thịt ca ngon. Thịt ca hai bữa nữa em có. Hiện tại là em giờ tỏi trước. Nhưng mà nó dứt nha, cái tỏi đợt này nè nó cay lắm mấy chị. Tỏi đợt này nó hơi cay cho nên chị nào ăn cay không được thì đợt sau mua. Tại đợt này nó hơi cay mất công mua về, mấy chị ăn cay không được tội nghiệp mấy chị. Thường là bên em á là loại xì ke là cay tuyệt đỉnh luôn, nhưng mà nó ngon, cay theo kiểu ngon. Còn loại tỏi á thì nó cay nhẹ hơn. Hồi tỏi thì nó cay cay nhẹ thôi. Nhưng mà sao đợt này mà lại phải làm cay quá. Nó rất là cay quá. Vừa rồi ăn nha. Dạ. Vừa bỏng. Chúng ta trộn kem. Thì hai nó ngờ. Em đi trộn kem. Cà hú yên. Giờ em phải đi trộn kem. Để mai giao cho người ta nữa. Nó ăn với hai miếng cài thấy không? 10.000 quệt. Chị Hạ ăn chán tỏi thì nhắn tin giùm em nha. Chị Hạ ăn chán tỏi thì nhắn tin. Thế là bây giờ bán cho chị 5 bịch bánh chán tỏi. Em bán từ 5 bịch nha. Bánh chán 10.000 bịch. Có bánh chán muối nhuyễn á thì 10 tặng 1. Ngon quá trời luôn á. Đúng mà cay từ xé chim tới xé vú luôn á. Là loại chị ke bên em á. Chị ke 12.000. Chị ke 12.000. Ăn được một lần xì ke cay muốn tét đồ đít mà ngon không, mà ngon ha. Trời ba này, ê mấy cái đó không có lấy được. Trời trời, đợi bán hàng của tôi không có lấy gì được chứ á. Lấy mấy cái biêu kìa, lấy mấy cái biêu á. Tôi lấy sỉ có 1.000 bịch à hả? 1.000 bịch là cái bịch không nãy hả? Nó ngon quá trời. Ngon quá à. Ngon quá mấy chị à. Anh ơi! Anh ơi! Cái tắm rồi quá. Chị muốn á trắng nhanh mà không cần phải ủ á thì chị mua hũ bếp. Còn chị muốn trắng mà trắng hồng á mà có thời gian ủ á thì chị dùng hũ C cho chị Ngọc Bích. Nóng nổi mụn đó chị, đó giờ chưa biết cử ăn bao giờ. Thích là ăn, chưa bao giờ cử ăn.
Em thấy có nhiều người hay thiệt. Hồi mặn đó đồ mặt lắm. Hồi mặn đồ nắng nóng lắm. Hồi mặn đó đồ mắc lắm. Hồi mặn đó đồ dữ lắm. Đó. Em chưa hề. Em chưa hề biết cử cái gì luôn. Thích lại ăn, có tiền lại ăn à. Em ăn chừng nào em ngán thôi. Em thích ăn sầu huyết đó mọi người. Là ngày nào em cũng ăn một nửa ký sầu huyết cho mình ăn em. Ngày không ăn. Ăn mà chừng nào em hôn thèm cái khác thì mới ăn khác. Mấy cây vậy? À, 3 cây nhang, 4. Đó giờ không biết cử. Ăn nóng nổi mụn rồi điều trị da. Hết mụn ăn tiếp. Không hề biết cử. Trừ khi không có tiền ăn thôi. Cứ không hề mà ăn. Hồi xưa á, em đã kiểu như này mọi người. Làm có tiền á, giống như là để dành uống thuốc vậy đó. Chứ không dám ăn gì cho. Nói thiệt. Em kiếm được á. Hồi xưa là kiểu như nè. Ngày kiếm được có 200 ngàn, không dám ăn. Sau này á, ngày kiếm được 1 triệu, ngày kiếm được 1 triệu, cái tích lũy không dám ăn. Cái tao nói hả, không dám ăn, thèm nhịn ăn nhịn uống, đủ má cái bệnh, bệnh cái uống thuốc, bệnh cái uống thuốc. Đó là thấy không, mọi người thấy đi, khi mà một mình làm ra tiền á mọi người, mà nếu mà mình á, mình làm mình có tiền đi mà nó không ra đầu này, nó sẽ ra đầu khác. Ví dụ như lỡ quẹt chúng ta đền tiền, còn không thì á, còn không thì bệnh uống thuốc, còn không thôi tiền nó ra tào lao đó. Để sau này á em bị la giết á, nó là trời ơi trời, mày làm mày không dám ăn rồi mày để tiền mày chữa bệnh hả, mày để tiền mày uống thuốc hả, bị la giết á. Rồi bây giờ bệnh thuốc em không dám đi đâu chơi luôn chị Hảo. Em năm mới hơi bèo, năm nay hơi bèo chị, tại Tết em bị bệnh á. Tết em bị bệnh nên thành ra năm nay nó hơi bèo một xíu, không có đi chơi đâu được chứ không? Không có tấm hình tốt nào luôn. Em chị cũng vậy, Tết khỏe hả chị? Chị giống em làm ra tiền mà bệnh truyền miên. Đúng rồi đó mọi người. Nhiều khi á 100% công lực của mình là nó dành cho công việc hết trơn rồi. Làm ghét, không có đi đâu chơi, mà không dám ăn, không dám uống gì hết trơn á. Cắm đầu vô làm. Mọi người có ai có cảm giác không? Khi mà mình làm ra tiền rồi đó, mình làm ra tiền, rồi xong mình làm ra tiền nhiều, cái mình càng ham, mình ham tới độ mà kiểu như là em hay kiểu đặt ra mục tiêu lắm. Ví dụ trong tài khoản em mà có được 2 triệu đi, phải không? Em gán sao mà kiếm cho nó thành được 3 triệu. 3 triệu xong gán làm sao cho nó thành 4 triệu. 4 triệu mà nó dư khoảng chừng, ví dụ nha, 4 triệu 100 ngàn, thì em mới lấy 100 ngàn ra em xài. Em để 4 triệu tròn chẳng tròn. Em hay kiểu như vậy. Không biết có ai giống em không nha. Kiểu như là cái mình để dành á, cái được chẳng chẳng á, cái lấy phần lẻ ra xài, lấy cái phần lẻ ra xài, còn cái phần chẳng để nguyên vậy đó. Cái hoài hoài tích lũy, hoài vậy đó. Chứ không phải là làm 4 triệu rồi làm ra được 4 triệu mốt rồi ăn 4 triệu còn trăm để dành đâu, không có đâu. Chị còn chưa thấy gì đó mọi người. Tích lũy cỡ đó luôn á. Không dám ăn xài nữa không. Xong cái tiền nó ra đâu tào lao. Anh ơi. Anh lấy mấy cái anh lấy mấy cái dao nhỏ xuống cho em đi. Ở đâu? Trên phòng mình á. Mấy cái dao nhỏ á. Trên bàn á. Mấy cái. Em hết xuống đi. Có rồi không, đi trộn kem đi. Khoan, thằng em tôi nó đang đốt ở ngoài, nó đốt xong rồi tôi vô tôi trộn. Nó đốt xong rồi tôi ra tôi trộn, nó đang cúng. Dạ, em rõ rồi chị Hảo à. Biết sao? Rồi Tết em bệnh là biết sao? Em bị viêm son á. Bị nhức đầu. Xong rồi em đi ra đảo chơi á. Đi cano á. Trời ơi, trời lọc. Sóng đánh dập chiều trời lên đên trên biển má ơi. Bệnh luôn, thôi bắt xe về Long Xuyên gấp. Giờ Long Xuyên nằm không, hai đứa bệnh hết trơn. Về Long Xuyên nằm không,
Rồi nguyên mùa Tết không đi chơi được đâu chứ. Đáng vậy có được chơi đi chơi được ngoài Phú Quốc á, mà không có hình để đăng luôn. Tại vì á mệt, mệt rồi đó, mặt như mặt lồn vậy đâu có chụp hình đâu. Gì nữa? Trời ngộ chứ trời. Trời ơi trời, ngộ không? Mà ở trong nhà chỉ đang ghẹo em thôi mọi người, chứ em nói thiệt. Đó, người thấy đi. Bệnh xong cái đâu đi chơi à. Nói Tết em có đăng tấm hình nào đâu. Chị làm nail ở đằng Phở Hòa ở dưới Phạm Cừu Luộn, Xẻo Chơm á. Phở Hòa đi vô hai căn bên tay trái là tới rồi. Ghẻ, nail ghẻ mà đẹp, bà chủ nhiệt tình. Chắc nữa. Hả? Chắc nữa. Ừ, rất là chắc luôn. Có thằng chồng đẹp trai nữa. Ừ. Tôi là vì chồng bả tôi mới lại làm nail á. Ghẻ nữa. Lại đọc mật khẩu rồi bà con dòng họ với tôi đi. Nó ăn tiền gấp đôi á, tại chuẩn tôi giàu quá mà. Ăn tiền gấp đôi á. Quá rồi ha. Thiệt luôn, em rất là tự tin luôn. Em bán món tráng ngon nhất cái Long Xuyên này luôn. Không ai bán qua em luôn á. Cam đoan luôn. 10.000 bịch. 10.000 bịch. Ông bánh tráng tỏi vô nhắn tin IBA gửi cho chị 5 bịch bánh tráng tỏi, em ship từ 5 bịch. Nhắn tin cho em, ngày mai mấy đứa vô trả lời. Em bị rồi chị Thảo ơi. Em bị rồi rồi. Bị hồi Tết rồi. Giờ mới hết rồi. Mới hết. Thấy cũng bình thường. Thấy cũng bình thường à. Mình bị cái này nóng sốt. Cái đầu nó tắt cái đó. Năm bịch 50.000 ship 30.000 á chị, đúng rồi không ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ráng lên. Chừng nữa chị giàu có á. Chị sắm trực thăng qua. Mấy em mà hôn chị Bi ơi, hẹn bánh tráng. Tao lái trực thăng lại tới chỗ giao cho tụi bay luôn. Không lấy tiền ship. Thiệt tình nói, ê, ăn bánh tráng 50.000 mà trả tiền ship hết 30.000 thấy ngán nha tụi bay. Nhưng mà phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Gấp cái coi má, gấp gì má. À, nhưng mà phải chịu thôi chứ sao vậy. À, mệt lắm chị ơi, nó hành mệt dữ lắm. Mệt tới độ mà mấy chị tin không, một tháng trời thị tẩm không nổi luôn. Đúng rồi Ngân ơi, nó như là bị sốt chứ bị cảm bình thường ha. Như bị sốt bị cảm bình thường ha. Mình mua thuốc cảm, thuốc sốt uống vô khỏe ra, vài bữa khỏe ra. Đáng vậy biết là sao không, lúc mà hết bệnh á ăn như cái hạm đội vậy nè, giống như chị vậy nè, ăn hoài không ngớt cái miệng, ăn ăn hoài luôn, thèm ăn lắm. Trong phòng tao là đồ ăn ngập tràn luôn á. Thôi em đi trộn game nha mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người bữa tối ngủ ngon. Tối được đập một gậy. Bye bye. Bye bye nha. Chúc ta làm nước đi. Hả? Chúc ta làm nước gì? Đừng cái vậy.